Hôm nay em trao duyên và gửi về tặng nơi cho một người anh rất là đam mê cổ vật, những cái trang phẩm đẹp, xuất sắc, hoàn hảo. Và tất cả những cái món đồ này đều bảo hành trưởng cổ suốt đời cho từng hiện vật. Đó, và hôm nay em gói gửi những cái món đồ này về cho người anh. Tất cả những cổ vật này đều bảo hành suốt đời. Đây là một cái tô khang thi vẽ cổ đồ, nó đại diện cho cái Phật giáo, những cái pháp khí cổ đồ biểu tượng cho sự may mắn trong Phật giáo. Và những cái chén đã vặn câu cá này là đồ cổ của triều đại từ thời nhà Thanh. Và em cũng gói chung kèm vào. Thật sự phải rất là cẩn thận, bởi vì những món cổ vật của triều đại nhà Thanh người ta làm rất là mỏng. Cầm giống như là cầm giấy vậy, nên thành ra là tất cả đều phải cẩn thận hết. Và tiếp đến là một cái tô long tiếng lộc. Và cái tô này nó là một trong những món đồ thật sự xuất sắc. Em xin quay sơ qua cũng như để làm kỷ niệm. Mình đã từng cầm trên tay món đồ quý như thế này, đặc biệt là những món đồ dành cho cung bậc những người khó tính nhất, lành, cổ, sâu tuổi và địa vị món đồ cũng cao.
những món đồ quý như thế này em rất là trân trọng, nên buộc lòng phải gói thật sự kỹ. Để có được những món đồ thật sự tâm huyết, những món đồ thật sự ưng ý thì đòi hỏi phải có cái tâm. Và bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cổ vật quý ở bên em thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0387 513 887, kết nối Zalo với em để em trao duyên những món cổ vật đẹp, chính quy, già tuổi và hoàn hảo nhất, và bảo hành chuẩn cổ suốt đời để các bác an tâm sở hữu những cổ vật đẹp và chính quy.